Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Khoa có vinh dự xem tay cho chị Trinh. Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe chị Trinh chia sẻ cảm nhận sau khi được Khoa xem tay nhé. Xin chào mọi người, mình tên là Ngọc Trinh. Hôm nay mình rất là vinh dự được Khoa đây xem tay cho mình. Và sau khi được xem tay thì cái cảm nhận đầu tiên là mình thấy là rất là tuyệt vời. Chỉ qua một cái nhìn cái bàn tay mà biết được cái tình trạng sức khỏe hiện tại của mình rất là chính xác. Và sau cái việc này thì mình phải lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn, và mình để ý đến những cái thói quen ăn uống, vận động hợp lý của mình để mình có cái biện pháp thay đổi để cho sức khỏe mình được tốt hơn. Tuyệt vời. Các bạn, vâng ạ, xem tay lên sức khỏe là một cái phương pháp mà chỉ trong vòng 5 phút thôi có thể cho chúng ta biết được là tình trạng sức khỏe hiện tại của chúng ta. Nếu như mà các bạn đang muốn biết tình trạng sức khỏe của mình thì hãy gửi hình ảnh bàn tay của các bạn cho Khoa nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại.